Thưa quý vị, bằng việc xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần làm đổi thay căn bản diện mạo nông thôn ngày nay, điển hình như tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Lồng ghép tuyên truyền các phong trào, các chương trình về xây dựng nông thôn mới do đảng ủy xã Hòa Phong quán triệt triển khai đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ thôn Dương Lâm 2. Nhờ sự chủ động này mà hầu hết các chương trình nông thôn mới do xã phát động, đảng viên trong chi bộ đều nắm và triển khai từ rất sớm. Theo sự chỉ đạo của đảng ủy xã thì chi bộ đã triển khai cho các đảng viên và các trưởng đầu ngành ở trong thôn đã triển khai là vận động các hộ dân là trồng cây xanh và thực hiện môi trường xanh sạch đẹp, phát triển các mô hình kinh tế để hướng tới thị xã Hòa Vang năm 2025, luôn luôn phát triển và tạo cái điều kiện cho đời sống nhân dân được nâng cao. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Với phương châm đó, một khi xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các chi bộ thôn trên địa bàn xã Hòa Phong, không riêng thôn Dương Lâm 2, đều lấy đảng viên làm tiên phong và nòng cốt. Điều đó tạo tiền đề lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần mang đến diện mạo mới ngày càng khang trang hơn cho vùng nông thôn này. Đối với vai trò là một đảng viên thì mình phải là gương mẫu. Mình phải là gương mẫu trước quần chúng nhân dân, mình vận động gia đình mình, con cháu mình là thực hiện tốt thì mới vận động nhân dân được. Chúng tôi đã tổ chức giao ban và chỉ đạo cho các đồng chí bí thư chi bộ quán triệt cho cả hệ thống chính trị và đặc biệt là các đồng chí đảng viên. Với tinh thần là vì nhiệm vụ về xây dựng phát triển nông thôn mới là chủ thể của người dân thì trách nhiệm người dân phải có trách nhiệm tham gia vào chính vào cái phát triển nông thôn mới và lấy vai trò của người đảng viên, cán bộ trong hệ thống chính trị là nêu gương trước hết. Năm 2022, xã Hòa Phong được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, trong đó có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là tiền đề quan trọng để đảng ủy xã tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trong thời gian tới. Ban thường vụ cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo rà soát lại các cái tiêu chí ban đầu. Vì mẫu một cái giai đoạn thì nó có một cái tiêu chí nó có thể có những thay đổi và khi chúng ta xây dựng và phát triển rồi á thì chúng ta cần tiếp tục để nâng cao cái tiêu chí hơn nữa. Với tinh thần đó thì chúng ta vừa rồi thì cũng đã rà soát lại các tiêu chí và trong đó có một số tiêu chí sắp thái là chúng ta cũng phải có cái nâng cao hơn nữa. Vừa rồi thì qua cái chỉ đạo từ Trung ương, từ ban chỉ đạo của Trung ương thì cũng đang xem xét, hiện nay thì xã cũng đang đề xuất để xây dựng lại cái bộ tiêu chí mới để chúng ta phù hợp hơn với cái điều kiện và tình hình phát triển. Qua thực tiễn công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại xã Hòa Phong nói riêng và huyện Hòa Vang nói chung cho thấy, sự nêu gương của cán bộ đảng viên không chỉ tạo phong trào thi đua sôi nổi mà còn có ý nghĩa củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương của đảng.